Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, đang được quản lý trang siêu thị trực tuyến Corashop 24 giờ. Như các bạn cũng biết, nấm linh chi không chỉ biết đến ngoài tác dụng là bồi bổ cơ thể, giúp cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn, mà còn được biết đến bởi việc công dụng làm đẹp của nó, đúng không ạ? Và đây chính là sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu, là một trong những dòng sản phẩm đang được ưa chuộng nhất tại Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam. Các bạn có thể nhìn thấy đây chính là những cây nấm linh chi sừng hiêu. Và không ai nghĩ rằng một cây nấm linh chi nhỏ bé như thế này mà lại có thể có tác dụng làm đẹp rất bất ngờ dành cho chị em phụ nữ. Bởi vì sao Ngọc Hoa có thể nói rằng nấm linh chi sừng hiêu sẽ giúp các bạn làm đẹp? Bởi vì ở trong nấm linh chi sừng hiêu có thành phần Strawberries, nó giúp chúng ta giải độc gan. Và khi gan bạn được giải độc rồi, nó không còn độc tố, không bị nóng, thì các bạn sẽ không còn bị dị ứng mề, nổi mề đay hay mẩn ngứa nữa, đúng không ạ? Cái việc mà chúng ta bị dị ứng thì da của chúng ta thường bị sần sùi, rất là khó chịu. Vậy thì khi lá gan của chúng ta khỏe mạnh rồi, lá gan không bị giữ quá nhiều chất độc trong cơ thể cũng như là không bị nóng, thì cơ thể của chúng ta sẽ rất là mát mẻ và da rẻ của chúng ta sẽ đẹp hơn, không bị dị ứng này, hay là mẩn ngứa này, nổi mề đay hay là đặc biệt là mụn trứng cá đấy. Hơn nữa là trong nấm linh chi sừng hiêu có tác dụng loại bỏ các sắc tố lạ trên da, nên nếu như chị em chúng ta đang bị nám, đổi mồi hay tàn nhang thì chúng ta nên sử dụng nên uống nước nấm linh chi sừng hiêu hàng ngày, một ngày ít nhất 3 lần nhé. Như thế thì chúng ta sẽ loại bỏ được các vết nám, tàn nhang và đổi mồi trên da của mình, sẽ đem lại cho chúng ta một làn da trắng đẹp và hồng hào mịn màng. Thì nấm linh chi sừng hiêu có tác dụng kiểm soát cân nặng rất tốt, bởi vì trong nấm linh chi sừng hiêu có tác dụng đa dạng hóa các loại vi khuẩn trong hệ đường ruột. Các loại vi khuẩn tốt sẽ được đa dạng hóa lên và nó sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng cách tối đa, kèm theo chế độ dinh dưỡng của bạn nữa. Hơn thế nữa, ở trong nấm linh chi sừng hiêu có hợp chất polysaccharide. Các bạn cũng biết đó là hợp chất vô cùng quan trọng, nó giúp tổng hợp DNA hạt nhân và giúp phát triển phân chia tế bào đại số. Chính vì vậy nó trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Không chỉ da các bạn đẹp hơn mà cơ thể của các bạn cũng được kéo dài tuổi thanh xuân hơn. Chính vì vậy chị em phụ nữ chúng ta hãy biết làm đẹp của mình bằng những nguyên liệu từ thảo dược. Như thế thì sẽ đẹp hơn và tốt hơn. Ngoài cơ thể của các bạn được khỏe mạnh mà làn da của các bạn cũng được đẹp hơn, mịn màng hơn, trắng hồng hơn. Nó sẽ tốt hơn việc chúng ta dùng mỹ phẩm, đúng không nào? Vâng, vậy là toàn bộ những câu trả lời của Ngọc Hoa dành cho việc mà nấm linh chi sừng hiêu có tác dụng làm đẹp đối với chị em phụ nữ. Hy vọng rằng sau khi sử dụng nấm linh chi sừng hiêu, các bạn sẽ rất hài lòng đối với làn da của mình và đối với cơ thể của mình, vì nó không chỉ làm các bạn xinh đẹp hơn nhờ làn da mà làm cho cậu vóc dáng của các bạn còn thon gọn hơn nữa đấy. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm nấm linh chi sừng hiêu hay bất cứ một sản phẩm nào khác của Hàn Quốc, các bạn có thể truy cập vào phần chat online của trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline 0904886428. Ngọc Hoa sẽ tư vấn cho các bạn cách làm sao để sử dụng hiệu quả nhất để chị em có một làn da thật là đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.